Sau hơn 15 ngày triển khai hướng dẫn các cơ sở kinh doanh lắp đặt quét mã QR code, bắt đầu từ tháng 11, 7 quận huyện trên địa bàn thành phố Đà Nẵng tiến hành kiểm tra, xử phạt chủ cơ sở kinh doanh, hàng quán lơ là không thực hiện quét mã QR cho khách hàng. Việc khai báo y tế hết thông qua nền tảng quét mã QR thường xuyên khi sử dụng dịch vụ sẽ góp phần hình thành thói quen thích ứng an toàn với dịch bệnh trong trạng thái mới. Ghi nhận tại phường Bình Hiên, quận Hải Châu, khi ra quân kiểm tra ngẫu nhiên một số cơ sở cung cấp dịch vụ hay cửa hàng ăn uống, đa phần các cơ sở này đều lắp đặt thiết bị quét mã QR. Khách hàng trước khi vào sử dụng dịch vụ bắt buộc phải khai báo y tế. Trong trường hợp người dân không sử dụng điện thoại thông minh, chủ cơ sở phải trang bị hướng dẫn khai báo bằng tờ khai được in sẵn như thế này. Cái khó khăn thì có một số người lớn tuổi hoặc là một số khách hàng mà không có hài lòng về vấn đề khai báo y tế, nếu tốn nhiều thời gian thì siêu thị cũng ân cần hướng dẫn khách hàng đi đâu mình phải khai báo y tế đàng hoàng, mặc dù chú hà mũi rồi này có sổ rồi đây mà chú vẫn khai báo y tế đàng hoàng, cái đó là đúng thôi, trách nhiệm của mình mà. Bất kỳ cơ sở kinh doanh nào đều phải cài đặt phần mềm quét mã QR, đây là điều kiện bắt buộc để cơ sở hoạt động. Tuy nhiên, thực tế vẫn còn một số cơ sở lơ là coi việc quét mã là hình thức đối phó khi có sự xuất hiện của lực lượng chức năng. Phường đã tổ chức là ra quân sẽ triển khai là kiểm tra, và đối với các cái cơ sở mà không chấp hành tốt đối với cái công tác mà phòng chống dịch như của thành phố đã đưa ra thì phường sẽ kiên quyết xử lý phạt. Quét mã QR code là việc làm cần thiết trong giai đoạn hiện nay, bởi đây là cơ sở cung cấp thông tin dịch tễ phục vụ công tác truy vết khoanh vùng khi có ca bệnh. Cơ sở sản xuất kinh doanh dịch vụ không tạo mã QR sẽ tạm đình chỉ hoạt động, bị xử phạt từ 5 đến 10 triệu đồng và kiến nghị xử lý tiếp tục nếu phát sinh lây lan dịch bệnh nguy hiểm ra cộng đồng.